Hello Hồng Loan, xin chào cô chú anh chị các bạn cùng với các em. Hôm nay là coi như là sau 3 tháng thì chúng em được đi ra tiệm hớt tóc, làm tóc, nhuộm tóc. Bây giờ phải xây coi tóc của Hiếu Võ nha. Before and after. Đây là before, kéo hôm đầu tiên kéo cái tóc xuống coi nó dài tới đâu. Hồi trước rồi vậy. Nghe dữ trời. Tóc bung đê dữ thương quá. Bây giờ hôm nay là hai đứa em đi làm tóc nha. Một chút nữa sẽ quay một tí thông tin ở trong tiệm tóc của những ngày mở cửa sau cái cơn dịch bùng phát thì nó sẽ như thế nào. Đây, do tài xế mình chào khán giả chút xíu nè. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay Lộc là chỉ làm tài xế mà thôi. Mình chỉ là tài xế Uber thôi. À, Lộc là được lon hết tóc cho vài lần, bây giờ ghiền rồi. Đòi lon hết tóc luôn, không có chịu đi ra tiệm hết nữa. Tự nhiên chắc hết lên thấy mình đẹp trai hẳn ra thì sao? Ok, tới tiệm rồi nha. Đây là tiệm của người em yêu, Andy Thái. Before entering, thank you. Dạ, em đeo rồi, em đeo rồi anh. Hello. Cái gì mà em làm? Hello, hello. Trời, bữa nay đi làm tóc hay là đi làm business? Cũng không hai ba chuyện. Tại vì nhiều người ta nói là nhớ anh đi Thái quá. Nhớ anh đi Thái quá. Đi đi làm gì ạ? Nhưng mà cái phần tóc này nè thì nó bị đen, nó lại không đẹp, nó giống như chè ba màu vậy đó, đúng không? Cho nên nếu mà muốn á, nó làm thèm. Đang thèm chè ba màu mà giả bộ cố tình nói vậy để cho tỏ lòng cái chè ba màu á. Được đó, nhưng mà chị nhuộm sáng thì cái này nó lên, một phút này nó không lên. Nếu mà chị không cho tẩy. Nhưng mà em thấy cái tóc này đẹp, mình chỉ làm thích chất đậm lên thôi. Đậm đi. Before and after hả? Cái này là bà con chứ cũng lợi nè, bà hồi ra cũng vậy à. Rồi tóc đẹp quá, tóc giống chú Minh Dương quá. Ok. Em nhuộm tóc cho Hiếu đi Kevin. Rồi sau mấy ngày mở cửa thì cảm giác của em thì Thái làm sao? Mấy ngày mở cửa thì cảm giác em rất là mệt, là tại vì nói chung á là khách rất là nhiều, anh biết không? Tại vì khách trong vòng 3 tháng người ta không có được làm gì hết. Mà bây giờ tụi em phải ùa vô tụi em làm mệt, nhưng mà vui hơn là ở nhà mấy tháng trước. Nói chung là khách hàng tới ủng hộ là rất là vui rồi, mà tiệm đông khách còn rất là vui hơn nữa. Nhưng mà hôm nay một cái đặc biệt nữa là có nghệ sĩ Hồng Loan với lại cũng như anh Bảo Lộc tới đây là làm em rất là vui, mà em rất là hồi hộp. Tại vì không biết đẹp thì được khen nói gì, nhưng mà bây giờ là có cái camera này để làm bằng chứng, mà rồi không đẹp thì chết luôn. Chắc chắn là phải đẹp rồi. Cho nên phải đẹp thôi. Mấy chục năm trong nghề mà. Trời, nếu mà anh nói với là người ta biết tuổi thiệt em hết rồi. Ủa, năm nay 28 rồi thì muốn làm sao nữa? Ờ, tự nhiên cứ nói mấy chục năm trong nghề, anh nói với người ta biết tuổi thiệt em chưa? Em thì năm nay em hai mấy? No, em 23, bữa nay em 23. Bữa nay em thuộc xuống còn 23. Vì ta 3 tuổi, biết cái tóc rồi. Người ta càng lên, còn em càng thục số. Nhưng mà người ta vô này mình có hạn chế khách gì không anh Điện? Có anh, bây giờ cái lực bắt đó là vô là phải đeo khẩu trang. Bắt buộc khách phải đeo khẩu trang mà thợ cũng phải đeo khẩu trang. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là anh phải có cái chai sanitize. And sẵn cho anh quảng cáo luôn đi. Rồi. Đây, mình bắt mình có cái chai này. Ví dụ trước khi khách ngồi là mình phải làm vậy. Xịt cho có vậy đó, đúng không? Rồi, cho có vậy thôi. Nhưng mà cái khẩu trang là bắt buộc, với lại bắt cách nhau 6 feet. Cho nên ghế phải cách nhau. Đúng rồi, ghế phải cách nhau nè, như 6 feet nè. Xịt cho có là sao?
tại thấy không, giống như hai người đi đi gần nhưng mà em phải bắt cách xa ra 8 mét gì đó, 8 mét 6 mét đó. Nhưng mà bắt là như vậy. Ờ, chứ lỡ là help the park mình phải không? Đúng rồi. Help the park mình vô luôn rồi đó. Đó vô chưa? Hả? Ờ, chứ cái mặt là... Cái đó có bắt buộc không? Bắt buộc thì trước khi đi vô làm là bắt buộc thọ nào sẽ có thôi. Ờ, vậy hả? Nên có thọ nào sẽ có. Nhưng mà bằng đó là bằng gì? Rồi là như gì? Là cái COVID-19 nó giống như mình cái vệ sinh mình phải làm cái gì cái gì trước khi mình mở tiệm lại. Vậy hả? Anh chị mà đang nghe em nói vậy. Lấy mấy hộp chị. Bắt khẩu trang luôn hả? Ờ, bắt khẩu trang luôn hả? Khẩu trang này tốt lắm đó nha. Thì đó. Chị khách này rất là dễ thương, vừa là khách vừa là fan ở trên Facebook luôn. Mua khẩu trang, mua xà bông của anh này rất là nhiều. Thế hả? Có bịch cho chị gọi cho nha. Có chứ, em phải có bịch chứ, anh đâu để vậy được. Giỏi quá. Bởi vậy thường thường mấy người mà giỏi là bị ế đó. Bây giờ tới giờ này còn ế. Bây giờ có ai mà muốn đăng ký thì đăng ký nha. Đăng ký liền nha, chứ để một mai là đắt hàng quá không có lựa chọn được đó. Thanh Điền. Bữa giờ sao? Bữa giờ có hát hò gì không? Không có hát hò gì đâu. Bữa giờ em gọi anh quá trời mà anh đúng là cũng bận hết. Với lại cái mùa vừa rồi cũng không muốn tới nhà người ta nữa đúng không? Ai cũng ngại nữa. Nhưng khi em gặp khách nhiều á, cũng không muốn tới nhà ai hết. Nhưng mà anh em mình sẽ hẹn một ngày rất là gần. À, quý vị biết không là Andy Thái với lại Lê Anh Vũ là hai ca sĩ cũng đang rất là được khán giả ái mộ trong và ngoài nước. Được ca sĩ khán giả đó. À, ca sĩ nhưng mà nghề nghiệp chính của Andy Thái là thợ hớt tóc, design tóc rất là đẹp, nổi tiếng khắp Busan nha. Nổi tiếng khắp Busan luôn phải không? Ở đây design lại design gì thấy? Leon làm á, anh biết không, cái này là Leon. Cái lúc mà làm á là em với Leon làm, Leon là phải đứng rắc cái kim tuyến bằng tay lên á. Sao vừa vậy đó hả? Tự làm. Sao bóng khéo dữ vậy trời? Ừ, khéo lắm. Là mấy cái màn là mình tự design luôn hả Tấn? Cái màn thì của anh Kevin Hiệp. Ồ, còn cái đèn thì mà. Đó là mình... Cái đèn là tụi em lựa cho nên là cái đèn này nó làm bằng đá thiệt á, nó nặng lắm á. Ồ, đẹp quá ha. Ở đây trong đây cái gì cũng thiệt, có chỉ có mình em là giả thôi à. Khỏe không? Khắp tới nơi là Annie Thái phải đưa cái khẩu trang để đeo vô nè. Đó. Một hộp 15 đồng. Một hộp 15 đồng. Hay là nó bắt thì phải để, không có là nó cho vô tiệm. Đúng rồi. Cái luật đó. Cho nên là bắt buộc phải có, em phải thủ sẵn ở đây. Ví dụ đúng. Đúng. Có nhiều khi khách cũng có thì mình tặng cho nó. Vừa coi như là làm tất tần tật từ A tới Z đó. Đó, em trong đây chỉ đi vòng vòng quét tóc vậy thôi. Như hả? Cái tăng nghiệp mà. Tội nghiệp quá. Đó, này là before nha, một chút mình coi after nha. Màu gì mà đẹp vậy? Đúng là nhóm tóc Andy Thái nha. Đó là một. Ủa cái tóc em là em tẩy na hết luôn hả Thái? Làm 3 ngày đó. Ồ vậy hả? Cái tóc này em làm trước xong rồi em ngưng, tại em không muốn làm gấp với cái da đầu mình nó bị thấy á. Ờ đúng rồi. Cho nên em phải nghỉ 3 ngày xong rồi em mới làm tiếp. Nhưng mà tóc em nó mau ra, anh thấy chưa gì nó cái gốc nó đen mà tóc thấy nó còn dày quá ha. Đúng mà cũng rụng bớt anh. Nó dày là nhờ em muốn cái white mirror của em á. Vậy hả? Đâu đưa cho anh coi cái hiệu đi. Không, nhưng mà quảng cáo thôi, nhưng mà hàng chưa về. Thì quảng cáo trước đi, rồi ai cần thì anh giới thiệu qua cái điện thoại, cái số điện thoại của Thái. Tại vì nhiều người cũng cần. Với lại em cũng đang uống cái này nè. Chỉ là cái quay thì mấy rồi mà nó hết rồi. Ờ, collagen C hả? Cái này anh biết không, cái này là tại vì em làm tóc cho cái si đó, si làm bác sĩ á. Để kể này nó có câu chuyện. Cái thời gian tóc si bị rụng lắm, cái thời gian sau em gặp si tóc si nó dày lên hẳn luôn. À. Cái em mới hỏi của chị uống cái gì vậy, cái xin mới giới thiệu em cái này nè. Ừ. Mà cái này không, nó work, rất là work. Ok. Strong nail, strong hair. Dạ, yeah, nó quan trọng cái chỉnh này. Biotin đó hả? Ờ. 500mg biotin. Sư chị em mà em muốn cái này em thấy rõ ràng nó work.
Vậy hả? Rồi để trước tiên là anh phải uống rồi đó. Đúng rồi, uống đi. Còn cái white tomato hết rồi, hết cái mặt rồi. Ngon. Đây. Đây là những loại thuốc này quý vị có cần thì liên lạc với Andy Thái nha. 1-800 Andy Thái. Cái này bán rất là hot, anh bán chạy lắm. Nhưng mà vừa rồi bị đóng cửa tất cả cho nên là bị ngưng hoạt động. Ngưng hàng. Dạ, ngưng mấy tháng trời. Cái này tại em cũng uống mỗi ngày. Mỗi ngày uống gì vậy đó hả Thái? Mỗi ngày đưa uống thẳng. Ok. Rồi. 3 tháng mới có người nâng niu tóc thôi. Đúng rồi, có người chuyên nghiệp làm chứ. Bây giờ làm tóc kiểu Marilyn Monroe phải không? Blonde phải không? Nguyên cái thầu này mà nếu mà làm blonde chắc ở đây tới tối luôn á. Thử cái tóc ra màu quá là làm rồi. Hôm nay chỉ làm phố nhòm thôi quý vị. Đây. Tóc anh hết kiểu gì được? Muốn hết không? Hết trơn. À, muốn hết thiết. Thấy thì hết kiểu gì được. Ở trên nó ngắn bớt đi cho nó phồng. Còn không á, cái tóc này mà anh muốn đẹp á, anh cắt ngắn hai bên gì. Ở trên anh uống giống Leon á, uống bự thì là bự. Không phải là uống để cho nó quăng, mà anh uống để cho nó có cái volume á. Anh dễ làm, chứ anh chỉ mình anh không làm gì cái tóc này nó phồng. Before nè. Giờ before phải không? Hello. 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 Chỗ hello mày không nghe gì. Anh hả? Cho em quay ngược rồi tối quá. Ok rồi chuẩn bị nha, chút nữa quay lại nha. Đây cái ý tưởng của Andy Thái này đó, cho Lộc đeo mấy cái gì trên đầu nè, bị cắm cuốn cái gì cắm cuốn à. Quá sướng rồi, được mọi người chăm sóc mái tóc rồi, quá sướng rồi. Trời ơi, quá đã không? Hôm nay được thợ chín cắt tóc luôn á. Em lúc nào cũng cắt mà. Bữa nặng cái đầu á, muốn nói tập cũng cầm cái kéo anh sợ kêu anh cút đỡ luôn. Mấy tháng trời salon đóng cửa tao nghe mấy người nhà không ai cắt tóc. Có nhiều người tự cắt luôn á. Có nhiều người tự cắt trò vô sữa muốn chết luôn. Bữa giờ chị làm thợ cắt tóc bất đắc dĩ đó. Cắt cho anh Độc nè, cắt cho Hiếu nè. Không đơ đại chứ biết cắt gì đâu. Cho nó gọn gọn để đỡ thôi. Cắt cho ba. Bữa nào nói ba mẹ ra đây làm. Cái lon còn quá trời dày ha. Cũng lụng nhiều lắm. Trời đi, hai vợ chồng người dày người mỏng cũng được. Anh mỏng, bà dày cũng được. Chứ để mà anh dày bỏ mỏng hơi mệt đó. Mà hình như đi qua đây ai cũng được. Mình thấy cả số luôn, ai cũng được. Lúc mình mới qua tóc mình quá trời mình cắt mình bắt thợ cái tỉa từ trong góc chạy ra luôn. Anh Lộc hồi đó vậy tóc cũng nhiều cũng biết lắm. Không cho tao biết ở Mỹ lâu ha Lộc ha. Thường thường ở Mỹ lâu là tóc sẽ ít. Càng lâu tóc càng ít. Bữa phút gặp thợ biểu tình sao? Trời ơi, bên này cũng người ta cũng chuẩn bị, người ta cũng sợ, mới đầu trong tiệm vàng người ta sợ. Người ta đâu có dám trưng bày đâu, đóng cửa. Chứ
Nhưng mà nói chung là cái mấy người Việt Nam mình biểu tình vòng vòng ở đây, người ta biểu tình cũng ôn hòa lắm chị. Không giống như mấy cái khu khác. Mình sợ là cái tụi nó trà trộn vô. Nó trà trộn thôi, chỉ sợ mấy người trà trộn vô cái đấy thôi. Sợ ai cũng lo muốn chết luôn, có nhiều người ta phải lấy cây á, người ta đóng mấy cái cửa sổ lại. Mấy người ở bên Việt Nam á, cứ nhắn qua hỏi tiệm em có sao không, tiệm em có sao không, cứ cũng người ta lo đó, từ nghe từ nhà Mỹ. Ở bên Việt Nam nghe cũng sợ, tại sợ. Vì người ta không nghĩ là ở Mỹ nó lớn, cho nên thật sự bị cũng vòng vòng mấy cái chỗ mấy ngoài kia, chứ mình cũng không bị ảnh hưởng nhiều ha. Mà bên Việt Nam nghe thì nghe lo. Ta nghe ta lo. Lại có một cái tiệm vàng Việt Nam bị đập á. Ở đâu em? Ở đâu bên ở trên San Francisco, người ta coi được cái clip đó, người ta không có biết là ở đâu anh hiểu không? Người ta cứ nghĩ là khu Việt Nam, nhưng mà mình ở đây mình coi thì mình biết ở đâu. Đứng hấp tóc fashion nhé không? Đứng hấp bụng chết luôn. Đứng hấp, hồi đứng thở xỉu đừng nói ra nha. Cái đồng biết là sao hỏi là hấp bụng quá. Đẹp quá trời ha. Tóc em cũng còn nhiều quá trời á. Đẹp ha. Các hai gái cũng vậy ha. Cũng lợi. Bà con cũng lợi, các gái cũng vậy. Đẹp trai rồi. Quá đẹp trai. Handsome và manly rồi. Mấy bữa girly quá. Bây giờ nhìn manly rồi. Đó, quý vị trực tiếp chứng kiến cảnh này thì thấy hớt tóc nha. Livestream hớt tóc. Live stream hớt tóc. Bữa hai chị em mình nói bữa nào mình livestream nó trong cái bị dịch luôn. Đó, bị dịch luôn, cái không ai dám gặp ai, không ai dám qua nhà ai luôn. Tính hát cái bài gì mà cái gì mà kẹ hơi hơi. Như nhà thiếp đúng không? Đúng rồi. Qua dịch làm lại luôn. Có người yêu cầu anh hát bài đó. Đẹp trai, nó đẹp trai. Con 12 nhìn khác hẳn vậy ta. Before and after khác hẳn luôn á. Cho con nó lạnh thôi. Có người nằm hưởng thụ kìa. Sướng không? Nhờ bàn tay của em đi Thái. Hồi xưa đó là lúc mà em còn nhỏ là tóc anh nó quăng như là mẹ nói là con của trà già, nó là con của ngưỡng độ. Hồi đó tóc anh quăng. Quăng lắm. Bây giờ lớn lên cái bị đổi máu, bị vợ lò đổi máu. Chắc vợ nắm tóc quá. Vợ nắm tóc. Bây giờ mà đụng tới đừng đụng tóc anh. Đừng đụng tóc anh. Con gái anh nói mỗi lần anh chơi vợ mà nắm tóc anh nó nắm tóc. Linh Linh, tóc ba ít nắm rồi con. Không nha, mốt là không có đi Thái rồi phải làm chân nha. Chết cha, tay lấy cái màn đẩy lại tương ơi. Giả bộ ra cái tóc như quay phim đừng về học á. Mốt mà thấy không ra nữa là biết hiểu rồi đó nha. Tôi học nghề được rồi đó nha. Nè con chùm tóc. Ác quá nha. Tóc có quen gì vậy? Dám nói xấu Leon. Leon để quên tóc kia cứng. Tôi nói tóc thoải mái đi thì chung lên mượn cái tóc hơi nhỏ. Ủa ai đi? Ai vậy? Em trai của Bảo Lộc thôi. Dài quá. Rồi quý vị nhìn nè,
Nó before nè, giờ after nè. Chịp chưa? Chụp tấm hình đi. Ủa gì kì vậy? Mở 1, 2, 3 chụp. Mở khẩu trang ra. Quên. Hello cưng. Xin giới thiệu nha quý vị, Lê Anh Vũ rất là giỏi. Một mình là take care hết nè, đó. Nè, mới làm nè. Đây luôn hả? Đó, thì nãy kêu tại về về cái xả ra rồi, giờ không có dám đi nữa. Mới là, tại hồi đó bên đây là đá trắng, bên đây đá xanh. Bà mẹ nó lại làm vườn, nó thổi riết rồi thành giống như tấm cám vậy ngồi. Mà giờ lụm đá xanh đó, đá trắng chắc tôi chết á. À, thấy không? Đẹp đi không? Cúp đi tóc tôi quá vậy. Thì bởi tôi nói bây giờ làm mà tóc ốm vài phao được. Chơi là bà Leon. Mới ra bạn đi ba kia đó. Bà quất ba cái đầu luôn. Bà đưa tôi ra chưa, tôi tưởng bà có ở đó. Không, tôi nhà lạnh không có gì đâu. Hai chậu liền thấy không? Quá đẹp ha. Hello. Giỏi lắm ha. Đó. Giỏi ha. Giỏi việc nước, việc dẫn, việc nhà. Trời ơi, bữa nay gặp Minh Tị mà bây giờ ra tới qua đây luôn hả? Ủa, gì món gì hấp dẫn vậy? À, bò, xả ớt á. Trời ơi. Con này là xám nè, con này là Tito. Cái này là xám là April. Đặt tên hết vậy đó. Đó là bà đó kêu bà xám. Xám với cho April á. Chưa đặt tên, đã tên đã vô. Nó tại vì nó là màu xám rồi, thẳng trong nhà nó kêu xám riết nó quen luôn. Chứ nó là April, này là Tito. Là Tito hả con? Tito là màu tím. Con này là bé Hiếu. Nhà tôi có tên á. Đây nè, mới vô gom về để trồng mấy cái cây của má mi cho hả? Má mi cho đẹp như sợi, cái này cắm lan hết sợi luôn á nha. Ồ đẹp quá vậy. Trời ơi, em có 6 đồng mà. 60 giá gốc 60 mà dẫn xe 6 đồng mà. Ừ trời ơi. Nè coi rẻ lắm rồi. Ờ 6 đồng mà. Ôi trời, đi rót nữa đó hả? Trời ơi. Chỗ nào bà không đi không bà Leon? Mới nãy đi đó, em đi nghỉ đi. Kiss đi. Yeah, April. I mean, kiss. Yes. Ôi, giỏi không? Lấy giả đèn lên nó hút ngoài kìa. Sit. No, sit. Mình có ăn. Ngồi xuống. Đó. Trời ơi, khôn vậy. Ừ, mới 8 tuần rồi đó. Cái mặt bớt mà đốm nè, bà này nó lại đốm nè. À, ba mẹ nó ngoài đây nè. Nè, dễ thương không? Cho tới đi mẹ mẹ. Cho nó. Sit. Đây là chỗ cái này, fan tặng á. Trời ơi, đâu coi khám phá coi. Nhà mỗi lần ghé là đổi khác vậy. Đổi hết á. Ủa Leon chụp hồi nào vậy Leon? Cái này Leon chụp bữa múa đám cưới Lộc với Loan đó. Quên hả Lộc? Bữa đám cưới Lộc với Loan. Cái này là treo trên áo của Hiếu. Gì mà thuốc giữ thần vậy bà? Anh Đi, bữa này sẽ hãng tập quá của anh Đi mà. Bắp bò sao lăng. Bữa nào mình làm gì tới ăn nha. Ăn chơi được không? Ăn chơi được không? Ăn xong vô chơi. Chứ ăn nhậu là mới nhậu, ăn chơi. Trời Hiếu mới mua xà rà. Nó đem gửi về Hiếu online rẻ lắm. Ăn gì sao mập trời. Đó. Leon có mai ở Việt Nam không? Trời, em thấy ghê quá à. Giờ trực nhớ lại là bộ đồ này Leon có hai bộ ở nhà rồi, là bộ này bộ thứ ba. Chứ đồ là màu vai nè, chứ đồ. Chứ đồ. Bộ này là hiếu gồ mà chưa biết. Bộ này nhỏ. Bắt hai em về chăm nổi rồi, bắt người em thôi. Trời, nó dễ thương lắm con. Con này nó hiền hơn con xám. Trời, con xám con gái mà nó phá lắm, nó dược, nó lành lắm. Đó, thấy không? Con xám nó lành hơn con bông. Con bông nó calm hơn. Cái con này nó giống Leon lắm nè. Ăn chưa xong rồi đi kiếm công việc làm á. Vậy hả? Giống vậy hả? Em đi ra ba ốm con mà. Giỏi. Mimi làm cái gì Mimi? Bữa nay cứ làm không? Tito. Mặt cái gì rồi? Mặt đẹp lên. Khoái rồi nè. Rồi. No, Tito. No, kiss mới được. Kiss.
đâu, chế độ kiss, đó, kiss là lưỡi. Còn kêu nó cắn, cắn thì khác. Nè, chế độ đâu rồi? Kiss đó thì đâu, kiss à? Rồi, thank you. Sáng, kia sáng sáng, xin cái tặng. Món lớn sẽ có đốm nữa nè. Sáng, sáng. Bà đây có đốm gì? Sáng ơi. Chỗ hả? Sáng, đẹp rồi. Mấy cái mình chị. Thôi buổi này mình tập bà nội, mình tưởng chị Lo không có số điện thoại. Sao bà gọi tôi rồi bà gọi cho nó chuyện với chị Lo. Được. Cái gì nữa? Tưởng 1980 hay sao mà gọi. Nè, hai chiếc xe đạp nè. Có cần tôi chạy đi nhà Hồng Loan cho bà nói chuyện không? Nữa hả? Ừ, thì đó, bây giờ mới nói. Ủa, có cho nó ăn gì không? Có cần đậm đem vậy gì? Không, chơi chút xíu không ăn, nó mới vừa ăn xong rồi. Ok. Ừ. Nè, rèm bọt nó màu này nè. À, lọt thấy không? Đẹp á. Có hàng bà. Quá đẹp. Ừ. Cũng mới làm này tự dán luôn nó hay không? Tự dán luôn hả? Không tự làm không đó. Đó. Hay quá ha. Để chị hỏi chứ. Sao nhiều hộp quá à? Trời ơi, gì cũng ai là hộp gì đó. Trời. Tôi là nghiệp hộp mà. Đây là xe đạp của em á, bữa nay em không chạy thôi, bữa nay chạy. Để chị hỏi là cái này là mình lập đó hả? Hay là nó chậm nó chóng mà mình lập lên hả? Cái này hồi đó là mua là nó có cái này, nó không có cái này, nó có cái sắt, nó mở ra giống như kiểu mễ vậy đó. Xong rồi em kêu người tới cửa sắt, khỏi ngày mua ngoài tiệm dư, tôi giờ tôi bắn đập bắn lên cho em ạ. Bây giờ tôi bắn lên đó. Trời, bạn đi làm mất tắng, không dài vậy? Lắm, rồi trong gara. Giờ cái gara biết làm gì không, bữa mướn. Nhờ cái ông nó xuống đóng mấy cái closet đó, rẻ lắm á. Ông nào? Nè, vô coi mấy cái closet nè, Hiếu. Vô anh để dài luôn. Đóng không làm thì... Bây giờ con về nhà rồi, ngày mai thì con cố cho đi tụi này con đúng rồi, vậy là lộn. Thấy không? Ồ. Nè. Nè, nó đó nè. Đó. Ồ, thầy có khoa sách luôn ha. Đó. Đó. Ừ. Ở bên đây nè Hiếu. Mà mua màn mà bán lên hả? Mua màn ở Ross. Trời, mà có màn kim tuyến vậy hả, bà Leon? Không, kim tuyến là để live stream. Nè, thấy không? Ồ. Hiếu. Ồ, vậy nè hả? Đó, thả nó rồi, sạch sẽ quá hả? Rồi. Chứ không trong phòng đó đâu có đồ, đồ của bà sao mà chắc không chứ hả? Ừ. Cái phòng kia con gái tôi nhờ tôi chắc đầy hết rồi. Bà chó nè. Trời ơi, vệ sinh gì dữ vậy Leon? Nhà hồi xưa có hãng mà. Trời ơi. Ừ. Nhà hồi xưa có hãng mà Lộc. Hồi xưa nhà là hãng Crystal này là nhà là mà giấy là giấy làm nhà mà. Ủa vậy hả? Mới cho nhà hàng rồi này kia đó. Vậy hả? Ừ, bởi vậy khi mà người ta chạy đi vô toilet tôi đâu cần đâu. Vậy mà hồi bữa mình không biết. Nhà không có giấy xài luôn. Ừ. Rồi. Bữa ai nói? Thôi, về đi để thấy toilet ăn cắp toilet paper của tôi. Về đi con, để rồi, về đi để rồi, chú với bà ăn cắp toilet paper của chú á. Rồi bye, thank you. Bye. Ừ, nó nghe nè, nếu mà họ không có giấy bữa nào qua đi đi. Cho mượn. Bye Leon. Luôn. Là trong bộ phim. Dạ, ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú. Cái bên chủ cũ.